Hôm nay trại đang nhổ cây giống để xuất cho khách. Đây. Cây giống ươm hơn một tháng, có rễ khỏe, cây cao khoảng 20 cm. Mỗi sọt này thì sẽ chứa khoảng 120 cây. Cây rất cao nên là chứa được ít. Sọt này đổ đủ rồi chị Thoa? Chưa. Nhịp đầy rồi mà vẫn chưa đủ nhỉ? Cây nhiều quá. Hai sọt ngoài kia đủ rồi. Tí xếp chồng với nhau được chứ? Chắc là được đúng không? Cây khỏe, lá mỡ. Lá rất mỡ nhỉ. Năm nay thì vườn đang có kế hoạch làm giống khoảng 100.000. 100.000 suất thôi nhá, để cái giá hàng thôi. Còn ở vườn thì nhà mình trồng 2 héc. 2 héc khoảng 2 héc thì 80.000. Nhà mình trung bình trồng mật độ 4.000 cây trên 4.000 cây 1.000 mét vuông. Đấy, bạn thấy không? Cây rất mỡ. Lá dày. Đấy, lá xanh. Lá xanh đậm. Phiến lá dày. Cành lá thì xanh không một vết. Đấy. Với kỹ thuật làm giống của nhà mình thì đảm bảo cây giống xuất ra là sạch bệnh. Nguồn gốc giống thì là cái cây mà có cái chất lượng quả cũng như sản lượng tốt từ năm ngoái. Đó. Chỉ uống cho đủ khỏe thôi. Tối ngủ, tối mà uống 2 chén chắc là ngủ được nhỉ? 2 chén là ngủ ngon đấy, nhưng mà 2 chén này thường hay thòm thèm. Hôm qua anh Khâm là đi ứng tiền cái là có rượu uống liền. Một buổi tối anh uống mấy chén? Một buổi tối anh uống mấy chén? Bát, một bát. Một bát thế là được khoảng 5 chén đấy nhỉ? Ừ, một bát phải 5 chén đấy. Một bát phải 5 chén đấy. Bát tô thì nó phải gần 1 lít. Còn bát, cái bát con thì chắc là được khoảng độ 5-6 chén. Đây, ra xem anh Khâm anh làm. Anh Hùng bảo thôi, chứ phải mua ở đây công ty đầy. Uống thì mỗi ngày 2 chén thôi à, mỗi tối 2 chén là đủ ngủ ngon rồi. Ông cứ ngày bắt con. Ngày bắt con đây. Đây, hai tay luôn anh. Xếp cho nó nhanh. Hôm nay xuống đấy là hết bát tôi này, Quân nhỉ? Quân á? Sao lại tên là Quân? Quân. Hả? À, con à? À, gọi theo con là Quân à? Em cả. Em cả. Con em trai cả. Vì sao nó lại không, nó lại bố không được gọi tên mà nó gọi tên con à? Không, kiểu như gọi thế nó... Thái này. Ừ. Ừ. Mấy nữa à, đã lên thì rồi, đã lên trước ông nội rồi mà nhỉ. Mình là ông Thịnh. Ông thằng Thịnh. Ông thằng Thịnh. Bố thằng Quân. Ừ. Đúng không?
Quân, bây giờ gọi thằng Quân hay gọi là Quân chết. Ông Thịnh này. Gọi thế nhiều đứa không biết ai với ai. Phải làm bữa giới thiệu họ hàng mới biết tên là cháu, tên thằng cháu. Này phải nhổ sáng mai mất nhỉ? Không, không nhổ. Nhổ sáng mai hay chú đêm nay chú ở đây chú nhổ? Tại vì là chỗ này mới được hơn chục sọt mà mình phải nhổ hơn 40 sọt cơ mà. À, thế nào? Mấy giờ lại em nhổ được nhìn này. Mày nghỉ khỉ ấy. Mày được 10 sọt chưa? Em rồi sọt này sọt thứ 5. Là sọt thứ 5. 3 gần 4 giờ. Ừ. Sọt thứ 5 mà nói chung mỗi người ở đây 10 sọt là xong. Tí cho thằng Thỏa với thằng Thắm lên đây khênh. Hai thằng to khỏe. À không, một thằng to một thằng khỏe. À không, một thằng to một thằng bé. Hai to thì không khỏe. Bảo họ lấy thêm một chút cái rùa lên cửa nhanh hơn. Ừ, xe rùa nhưng mà ống nó có đi được không ta? Được. Mỗi người một sọt như dần. Mấy đứa học sinh này không đi. Học sinh này không đi anh. Có mỗi con gì. À. Thì là đằng kia. Con bé Nhi là con ở trong bản áng đúng không? Kêu nó có học lớp 6 á. Học lớp 6 á? Ừ, lớp 6 hay lớp 7. Ờ, trông to. Người to xác vậy mà ít tuổi nhỉ? Ừ, ờ, nó gọi mình bằng bác. Chết thôi. Ờ. Bác là không phải thôi, chắc mình phải bù ngang với tuổi bố nó. Mới 6. Này thoáng ra nó lại mọc tiếp rồi mày. Ê, nó lại được. Mấy hôm nó vặt hết cái ấy này đi. Ừ. Cho vào nước mới. Vẫn khai thác được lượt nữa. Tỉa hết các cái ngõ già nó tiếp. Đâm ngõ. Bùa tiếp. Khai thác đợt nữa là thôi. Thôi thế thì hôm nay cứ cố cho xong đi nhé. Chở tối em chở sang bên cho nó cho bên vườn bên kia. Mai làm việc khác.